Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe cỏ nho nhỏ xinh xinh quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning này ở cái phiên bản SX quý bạn nhé, số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đây là biển Hà Nội đây quý vị bạn. Biển Hà Nội này, biển 29A quý bạn nhé, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 13 vạn km rồi quý bạn ạ. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn toàn bộ xe này là còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 222 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 222 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SX sản xuất năm 2011 số tự động tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.